Của nhân loại không, cũng có được người cha người thầy của cấp bậc tiểu nhân và hạ luôn đó, thợ tu và thầy tu. Cho nên tôi phân biệt nó rõ ràng vậy nha quý vị. Cho nên sau này hỏi thầy tu nó là thế nào hả chị, rồi thợ tu như thế nào thì chúng ta biết cái cách để giải thích. Nhưng mà em nói vậy thôi, chứ tất cả bà con cô bác anh chị trên đường lai thọ như bất cứ người nào cũng hiểu hết, chứ không phải là không hiểu. Nhưng tại vì họ đánh tráo khái niệm thôi, họ không chịu, họ chấp nhận. Anh là người như thế nào tôi không cần biết, nhưng anh biết chấp nhận cái sai để anh khắc phục. Một con người khi người ta đưa ra cái nguyên tắc anh sai, anh phải chấp nhận cái sai để làm gì? Để anh cầu thị, lắng nghe để khắc phục. Còn anh luôn luôn anh chống đối như vậy thì hoàn toàn anh không có thể khắc phục cái lỗi của anh. Chống trả mà, tức là mình bảo vệ cái sai đó của mình. Thì cũng giống như anh thợ tu. Và cái anh thợ tu này thì luôn luôn là bây giờ thì quý vị thấy một cái xã hội này và cả thế giới này thợ tu rất nhiều. Có nhiều người họ hỏi tôi, chị ơi, Pháp Hòa tu có đúng hay sai? Ở đây tu đối với họ là đúng, nhưng đối với tôi là sai. Tại vì đối với họ là họ tu như vậy là đúng, tại vì họ tu là họ lừa. Lừa là như thế nào? Cái từ lừa nó nhiều cái lừa. Ví dụ như ông này lừa đảo người ta trắng trợn, cũng giống như cái kiểu mà tên Quan Trọng, là cái gọi là cái người này lừa đảo. Còn cái người này họ lừa trong sự ma mị, lừa cho người khác để tin mình, lừa cho người khác để tin mình. Từ cái niềm tin đó chúng ta mới tha hồ để chúng ta hoạnh hẹ tất cả các chúng sanh. Ví dụ ông Pháp Hòa, ông khôn lắm, ông rất là khôn về vấn đề mà cái cách nói chuyện và cái ngôn từ. Ví dụ như nói chuyện nhưng mà đi chung chừng nào, nếu Pháp Hòa là một người tu chân chính thì Pháp Hòa không bao giờ nhận tiền của chúng sanh. Và trên nguyên tắc khi anh tu thì nó cắt ly, cắt ái. Cắt ly là gì? Anh không đem người ngoài vô để anh nuôi, tại vì nó dướng, nó bị dướng. Anh đem người này vô anh nuôi, anh nói anh làm từ bi từ thiện. Anh nói là anh làm từ thiện, anh nuôi những đứa trẻ, anh nuôi người già. Nhưng cái thật ra những đứa trẻ và những người già đã nuôi ngược lại thầy tu. Quý vị có công nhận hay không? Tại vì có những đứa trẻ đó mới có nhiều Phật tử, mới có nhiều mạnh thường quân. Thì ngược lại ai là người nuôi ai? Tất cả những đứa trẻ và những người già đó là công cụ để nuôi ngược lại các anh thợ tu. Chứ không phải là các anh thợ tu đó mà nuôi những người trẻ đó. Rồi thí dụ như họ cất cái nhà, cái gian nhà hay là bất cứ một cái gì mà để cho những đứa trẻ ở, hay là cái nhà mồ côi, hay là viện mồ côi, hay là tu viện nhân dân. Thì tôi xin thưa với quý vị, toàn thể quý vị, cái nhà mà cấp cho những đứa trẻ là tiền ở đâu? Một cái cấp bậc người thầy tu có làm gì ra tiền hay không? Họ không làm ra tiền, thì tiền đâu họ xây dựng nhà cửa để cho những cái người già và trẻ em ở? Thì tiền của chúng sanh, khi tiền của chúng sanh đã cất và cho họ ở vào tiền, dạ con cảm ơn thầy, toàn cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy không có làm ra cái đồng bạc nào hết trơn á, toàn là tiền của Phật tử và tiền của tất cả những mạnh thường quân. Thì ở đây là cảm ơn thầy. Đó, đúng không? Thì khi anh đã trên nguyên tắc anh đi tu rồi thì anh không nên nuôi những người già và không nên nuôi trẻ em. Vì tất cả ở đó nếu anh không nuôi thì họ lập ra những cái trường, ví dụ ở nhà nước họ cũng có, ở đất nước nào cũng vậy hết trơn á, không riêng về Việt Nam, không riêng về hải ngoại, hay là riêng về Canada, hay riêng về Mỹ, ở đâu họ cũng có cái nhà tình thương hết cả. Cái nhà tình thương đó thì nhà nước họ viện trợ, mà trên nguyên tắc anh lập ra anh nuôi thì anh nuôi hay là ai nuôi? Anh nuôi hay là ai nuôi? Đúng không? Cái này là em hỏi quý vị nè, một người họ lập ra cái nhà trẻ mồ côi và người già, em xin hỏi nha, ai nuôi ai vậy? Thầy không có nuôi nha, thầy hoàn toàn là thầy không có nuôi nha, toàn là mà những đứa trẻ nuôi thầy, không có những đứa trẻ đó. Còn trên nguyên tắc đã tu thì không bao giờ nuôi những trẻ mồ côi và người già, tại vì anh đâu có thời gian. Và khi anh đã tu, cha mẹ anh cắt ly mà, cắt ái mà, anh tu trong cái pháp môn nào cũng vậy hết trơn á, cha mẹ là đứng hàng đầu thật sự. Nhưng mà anh phải cắt, anh mới trở thành chánh quả. Em đi đón con, đón con mọi người thả tim cho chị nhé. Chị cảm ơn em gái rất là nhiều, cảm ơn em. Em hỏi quý vị vậy đó, nó có những cái sai trái, nhưng mà cái góc độ của tất cả chúng sanh họ không có nhìn rõ được về cái nguyên tắc đó. Họ chỉ nghĩ là
cảm ơn anh rất là nhiều. Trên cái nguyên tắc đó là sai, cái thật sự sai này là cái sai trầm trọng. Trong cái thời của Đức Phật 2600 năm, thì Đức Phật khi đã ra đi đã từ bỏ hết tất cả quyền quy, chức vụ và thậm chí cả ngai vàng, tất cả tài sản rất là nhiều. Ngài bỏ hết tất cả, Ngài buông bỏ hết. Thậm chí cả cha mẹ, những đứa con thơ, con dại, vợ đẹp, con xinh. Quý vị không nghe nói à, Đức Phật Thích Ca đó, từ bỏ vợ đẹp, con xinh, một gia đình, phải nói một gia đình, một cái thế khủng luôn. Một cái gia thế khủng luôn, mà Ngài còn buông hết. Thì ở đây tại sao các ông đi tu mà các ông để tìm người này nuôi, người kia nuôi? Em hỏi anh Bảy đúng hay sai nè, anh Bảy trả lời cho thợ nhân nghe thử, thử đúng hay sai. Bây giờ ví dụ anh đã đi tu rồi, anh đem người này anh nuôi thì anh bị dướng bận ngay cái chỗ đó. Dướng gì? Cái tình thương đã là mình cắt ly, cắt ái. Cắt ly thì cái người thân mình cũng cắt đi, cắt luôn ái, mà trong khi anh không cắt ly cái ái làm sao anh trở thành chánh quả được. Thành thử khi Ngài Minh Tuệ đi tu là cắt ly, cắt ái, cho nên Ngài mới trở thành cái chánh quả. Còn nếu các ông không cắt ly, cắt ái là ông trở thành cái hậu quả chứ không có chánh quả nữa. Trở thành cái đó là hoàn toàn là sai. Ly ái vẫn còn. Thì chưa nói thế nào, cảm ơn chạy thêm nào, chưa nói cái gì mà gọi là mình là người, thật sự mình là cái người một cái chánh pháp hết cả. Mình không có trở thành chánh pháp như vậy. Tại vì anh nói, ủa mày tu mà mày bỏ. Tại vì không bỏ thì làm sao cái tâm mình nó tịnh tâm để mình là mình tu, để mình hoàn dương, mình mới đồ hộ pháp được. Khi anh buông bỏ hết, tất cả mọi thứ đều bỏ hết, chỉ thấy mọi cái là tất cả mọi thứ là không, anh mới trở thành chánh, anh mới hoàn dương được. Hoàn dương mới hộ pháp. Mình hoàn dương được mình mới hộ pháp cho người này, hộ pháp cho người kia. Mình mới trở thành đắc đạo, đắc quả A-la-hán, mới trở thành một Phật tánh. Đó là cái ái ly gia kiết sử. Bây giờ chị hỏi em muốn đi tu, em có vợ đó, em có vợ đó, mà em đi tu không lẽ giờ em phải dẫn vợ em theo? Em phải cắt chứ. Cái tình yêu thương nào, quý vị cứ nghĩ, cái tình yêu thương nào rồi chúng ta có thể buông hết? Quý vị thấy cái thời của Đức Phật đó, Đức Phật khi mà Đức Phật mà đã đi tu mà chuẩn bị niết bàn, đi tu thì có một cái cô đó, cổ chạy lại, cổ nhờ Đức Phật, một đứa con của mình đang bị sắp chết tới nơi rồi, đến kêu cầu xin Đức Phật để cứu. Đức Phật về, Đức Phật nói với cái cô thiếu nữ đó, cô cứ đến từng nhà, hễ cái nhà nào mà nếu không có người chết thì cứ tìm đến cái nhà đó, mà không có người chết đó nha, thì cái đó thì mới cứu được con của mình. Còn ví dụ đi 20 nhà, 10 nhà vậy đó, không có người chết mới cứu được nhà. Mà sau khi cô ta mới đem đứa con đi hỏi từng nhà, lợi là cái nhà nào là cái nhà có người chết vậy đó. Nhưng mà cái cuối cùng ra, quý vị biết không? Tại sao? Nhà nào, nếu không có nhà nào không có người chết thì con cô mới cứu sống được. Thì khỏi ra nhà nào cũng có người chết. Cho nên con người ta, ý của Đức Phật nói là con người ta rồi kết cục ai cũng phải chết, cũng phải chết hết cả. Tại vì con người của chúng ta không phải mãi mãi trường tồn vĩnh cửu để sống trên cái cõi đời này. Cho nên khi cắt ly cắt ái đã chết để tu tập, để trở thành một cái người, tôi gọi là con người mình thoát được cái vòng sinh tử đó. Có nghĩa là mình không còn sợ hãi nữa, không còn sợ chết nữa. Thì con người rồi ai cũng phải chết. Không chết sớm thì cũng chết muộn, mà không chết muộn, chúng ta ngồi đây chúng ta cũng phải chết. Cho nên khi Đức Phật đầy giải thích, và khi mà thầy Thích Minh Tuệ cho nói những lời này, nó mang trong sự thâm thúy, những người có trí tuệ họ sẽ hiểu được, còn những người họ vô minh họ không hiểu được cái ý từ. Tu thì phải giải thoát cái vòng sinh tử thôi, chứ không phải tu mà để cứu được người này, cứu được người kia. Trên nguyên tắc là sai. Còn bây giờ khi tất cả các thợ tu á, thì họ làm gì? Họ làm bất cứ một cái gì họ thần thánh hóa lên. Họ nói cái đó là thần thánh. Đã là tu, anh không có pháp môn để đe dọa chúng sanh. Cái pháp môn không nên đe dọa chúng sanh. Anh cứ tu mà anh cứ lấy à, ngày mai anh đọa địa ngục, ngày mốt anh đọa địa ngục. Cái pháp môn của Đức Phật tu á, thì làm cho con người ta được cảm thấy sáng suốt và minh triết lên. Chứ không phải tu mà trở thành vô minh. Tại vì anh sợ chết là anh vô minh. Tu mà anh sợ chết là vô minh. Và tất cả muôn vạn chúng sanh sợ chết là những người vô minh. Vì con người chúng ta phải giải thoát, giải thoát cho mình, để cứu được chính mình. Cứu là gì?
Có nghĩa là con người mình rồi ai cũng phải chết. Không tham đó là chân tu. Nói chung cái chân tu thì mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà không đơn giản chút nào. Tại vì những cái đơn giản nhất chúng ta không làm được thì mãi mãi nó sao không làm được. Nhiều người nói trời ơi đi tu tưởng giống trời ơi nó dễ ẹt đi bộ, nó dễ ơi là dễ, nhưng mà chúng ta đi đi, chúng ta thực hành đi, không nói, không nên nói. Ví dụ như ai cũng nói là chết có gì đâu sợ, mà nghe nghe xe nó chạy nó hu một cái hết hồn bên dưới, trời mày chạy từ từ mày chạy vậy lỡ ta bị xe đụng tao chết thì sao. Cái miệng thì nói không sợ chết, mà thí dụ quý vị nghĩ ra ai không sợ chết, lắc cái xe ôi trời mày chạy gì xe tải đụng, ủa mày mới nói mày không sợ chết mà đó. Tôi hay áp dụng cái phương án đó. Nhỏ con tới nay nói thiệt với mẹ, trời ơi mình cũng kiếm tiền làm gì, sống nay chết mai cận gì, con cũng không có sợ chết nè. Ủa con không sợ chết, chạy làm bộ tôi buông cái tay lái ra, ôi mẹ 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 chạy gì rồi chết hai mẹ con mình sao. Ủa mày mới nói mày không sợ chết mà. Cho nên con người ai cũng sợ chết hết, nhưng mà ai nói chuyện cũng như đúng rồi, chứ ai cũng nói trời chết cái đầu sợ bình thường chết. Nhưng mà nó chết thì nó không phải là ai cũng nói được, nhưng đau có chút xíu thôi, sức trầy da mẻ trán chút xíu là sợ đau rồi. Thì cho nên cái sợ hãi đó chúng ta chưa vượt qua cái cửa sinh tử. Khi con người ta không được sợ hãi nó mới vượt qua cái cửa sinh tử. Như bình thường chúng ta đi tu, như thầy Minh Tuệ đi tu nè, đó là tôi phân biệt nha, đó là thầy đó. Thầy tu nè, trời đất ơi nói thật quý vị, nói cái nghĩa trang mà nói đi ngang là tôi sững da gà rồi. Tại vì mình là người không tu, mình là người không tu, mình không là người nhiếp tâm, gọi là nhiếp tâm. Để nhiếp tâm để làm gì? Để chịu đựng và vượt qua trong cái sợ hãi đó. Con người mình nhiếp tâm chứ. Mà khi mà thật sự mình là người tu thật thì những cái đó nó không là gì chứ. Gọi là âm dương nó đồng nhất hết cả. Khi mình là người tu tập đó. Nhưng mà mình nghĩ, cho nên mình có cái câu hỏi. Khi thầy đã thực hành như vậy, nếu con người họ có cái chân lý thì họ đặt cái câu hỏi. Ủa sao thầy đi như vậy mà thầy cũng ở nghĩa trang vậy mà sao thầy không sợ ta? Hay là thầy đi vô trong cái vùng núi, vùng rừng mà thầy không sợ ta? Thì mình phải đặt cái câu hỏi và cái vấn đề. Tức là thầy đang cho mình học, bắt đầu tự mình có cái lý giải. Chắc có lẽ là người tu thật sự họ vượt qua cái sợ hãi, vượt qua cái vòng sinh tử, cho nên họ không sợ điều đó. Không sợ đó. Giống như Đức Phật mà khi mà, tại vì khi không sợ điều đó là tại sao? Khi mà Ngài đã ngồi gọi là định thiền, tôi gọi là định thiền. Khi cái định thiền cái con người của ta đó, ta quán tưởng. Khi cái thiền định á, con người ta biết ta là ai, hiểu cái sự việc gì đang xảy ra trước mặt của mình. Mình phải vượt qua trong cái ngã quỷ đó, phải vượt qua, mình không sợ hãi thì mình trở thành một cái chánh đẳng chánh giác chứ, đúng không? Giống như Đức Phật mà khi mà ông ta ngồi thiền định thì có rất nhiều những cái quỷ sứ hay là ma vương hay là những người họ làm cho thầy, rồi họ để họ làm cho thầy có cái dục vọng, họ làm cho ngài có cái dục vọng trở lại, làm cái dục vọng giống như là cái kiểu như là múa men làm tạo cho một cái người thầy tu nào họ phá đó, họ đang phá giới đó, để cho thầy phải buông bỏ hết tất cả để về con đường chánh pháp, để không phải chặn con đường chánh pháp. Em chào chị Hồng yêu, lâu quá mới thấy chị nha. Để ngăn con đường thầy đi đến con đường chánh pháp, ngăn đến Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vượt qua, tại vì khi cái định thiền, cái định thiền nó có một cái định lực rất là lớn để dành cho tất cả những người nào họ biết định thiền. Tất cả những người họ tu mà khi họ biết định thiền rồi thì 100 người đều chiến thắng, là chiến thắng cái ngã quỷ hết, chiến thắng để vượt qua cái cửa sinh tử. Tại vì trong cái tiềm thức của quý vị, khi quý vị ngồi thiền thì quý vị biết quý vị là ai. Họ vượt qua, giống như họ vượt qua một cái cơn sóng lớn cả. Giống như thầy Thích Minh Tuệ. Khi mà Ngài đã định thiền rồi, cái tâm thức, Ngài biết Ngài là ai trong cái đời này và cái đời kia. Và Ngài biết, Ngài hiểu hết. Ví dụ như chuyện gì đã xảy ra trước mắt, Ngài cũng đã biết hết. Tại vì trong tiềm thức của Ngài đã mách bảo cho Ngài. Nó còn hơn là cái từ trường, nó còn mạnh hơn cái làn sóng điện thoại của mình. Quý vị tin điều đó không? Nó mạnh hơn cả cái làn sóng của điện thoại. Ví dụ như con người mình nè, mình đâu có tu đâu, mình xài cái truyền thông hoặc giả như mình xài, mình sử dụng wifi,
mình sử dụng cái wifi để nó kết nối cái wifi để mình có cái mạng lưới để mình sử dụng, để mình biết người này người kia. Nhưng mà đối với thầy bây giờ, thầy kết nối từ trường, kết nối từ trường, tức là nó giống như cái tần số vũ trụ vậy đó. Giống như cái đầu thầy, khi tại vì thầy định thiền quá tài rồi, giống như cái tần số vũ trụ thì thầy sẽ biết cái chuyện gì xảy ra hết. Giống như quý vị thấy thầy đang ngồi ở đây đúng không? Thầy đang ngồi chỗ này phải không? Nhưng mà cái thực chất ra quý vị thấy ở đây, nhưng mà thầy đang ở chỗ kia. Tại vì khi cái định lực trong cái thiền định đó, nó khủng khiếp lắm. Có nhiều một cái thầy tu mà đến chánh giác, chánh đẳng, chánh giác mà tới cấp bậc thượng thừa rồi đó. Có nhiều người, nhưng mà tại vì trong cái thời điểm đó chưa có truyền thông cho nên người ta chưa có quay nhiều. Nhưng mà vì ngài Minh Tuệ này là trong cái truyền thông quá lớn, quá mạnh, để thầy đã trở thành cái vị chánh đẳng, chánh giác mà tất cả thế giới người đều được loan tin cả một thế giới. Thật sự ra quý vị nghĩ đi, ngài biết hết. Biết hết. Tại vì cái sức hút của trong cái định thiền đó, nó giống như cái làn sóng wifi nó mạnh cỡ đó. Nó mạnh hơn. Giống như gọi là nó phát sóng trong cái đài, gọi là FM của từ trường đó. Nó truyền đại tải đến những cái từ trường với những người họ có nhân duyên họ tu. Mà nói thật, nếu ai đó nha, cái người mà họ gọi là một cái người chánh pháp, họ chánh pháp tức là một cái người mà gọi là cao tăng như thầy Thích Minh Tuệ, ai mà chạm tới thầy thì chắc chắn một điều không sớm cũng muộn là người đó tiêu hết, tiêu diệt hết. Thậm chí cả bất cứ một con người nào, chứ đừng nói chi mình. Ví dụ như nè, mình tức cái ông công an đó, mình chửi đúng không? Mình chửi cái ông công an đó, có thể nó không có vấn đề gì, nhưng mà quý vị chửi ngài Thích Minh Tuệ chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra với quý vị. Tôi gọi là trong cái năng lượng của từ trường đó, họ cảm biến được, họ cảm biến được, họ cảm biến được hết. Ai thương ai ghét biết hết. Cho nên cái đây là một cái người thợ tu, ấy xin lỗi, đây là người thầy tu. Còn thợ tu thì không biết, gọi là mới học tới lá mít lá me hả? Rồi mấy ảnh đi mua bằng, thì sao mấy ảnh biết tới cái chuyện đó? Không có một bậc chân tu nào, mà cả cái đất nước Việt Nam của mình, tôi nói cả đất nước bà luôn, cả cái thế giới, năm châu bốn bể, thì chưa có người nào làm được điều đó. Không có. Có họ có làm điều đó đó, nhưng họ mặc áo, họ không có y bá nạp. Họ không có y bá nạp. Ngày cái thời của Đức Phật á, thì chỉ có ngài Maha Ca Diếp làm được. Ngài Maha Ca Diếp là một bậc thánh nhân trong thời điểm đó. Vì cái đạo của cái đạo mà cái hạnh đầu đà đó, là duy nhất chỉ một người làm được 2600 năm trước, 2600 năm sau thì sẽ có người làm được. Thì trong cái sự việc này, trong tất cả các vị cao tăng trong thời điểm đó, thì họ đã có những cái kinh thánh, họ nói trước trong 2600 năm này rồi. Đã có người xảy ra như vậy rồi. Nhưng mà lại có những người, tại vì họ không hiểu về kinh thánh, họ học theo những cái cuốn sách kinh thánh của Đức Phật truyền ra, nhưng họ cải cách lại hết, thì làm sao họ, giống như họ biến cái không thành cái có, mà họ biến cái có họ thành cái không, thì họ làm sao mà cái sự hộ pháp của ơn trên từ trường sẽ quán chiếu cho mình được. Thành thử những người thợ tu chắc chắn dần dần sẽ không còn tồn tại ở một cái thế giới và xã hội này nữa. Dần dần sẽ biến đi hết, sẽ không còn nữa đâu quý vị. Một ngày mà nói mà khi mà mấy ông tu, như mà cỡ như Thích Pháp Hòa, em xin thưa quý vị, như cỡ Thích Pháp Hòa, ông bận biểu tối ngày như vậy, thời gian đó ông ngồi định thiền, ông không có thời gian để ông xem cái YouTube nữa, thì làm sao mà ông quay YouTube. Em mến chào chị, em chị chào em gái yêu. Ai là người làm điều đó được? Không ai làm điều đó được cả. Ngồi mà thời gian mà cứ ngồi cứ kiếm tiền. Đã anh tu vô, anh ngồi anh kiếm tiền, anh tính toán hơn tu, anh tổ chức sự kiện này sự kiện nọ, đi đây đi đó, là hoàn toàn anh không phải là người tu. Anh chỉ là một thợ tu thôi. Tôi khẳng định 100% luôn. Nếu ở đất nước Việt Nam, bất cứ cái ngôi chùa nào nha, bất cứ cái ngôi chùa, bất cứ cái am và ngôi chùa nào, mà nếu mà nhận tiền cúng dường của chúng sanh, thì cái bậc đó không phải là người tu, chỉ là thợ tu thôi, chứ không phải là thầy tu. Những người nào họ đến, họ muốn cúng dường, nhưng họ lấy vừa đúng cái số tiền để họ sinh sống trong cái sinh hoạt như vậy, thì bên cạnh đó là người đó là cái người thầy tu. Còn thợ tu
thì họ muốn hút vô rất là nhiều. Ví dụ như trong một ngày đó anh ăn nhiêu, cũng giống như bây giờ anh tưởng tượng như là mở chùa anh đi khất thực đi, ngày đó số lượng là mỗi tháng chùa tôi ăn bao nhiêu, đúng bao nhiêu thôi. Tại vì tu là không có tích trữ, bất cứ cái môn pháp môn nào anh cũng không có tích trữ. Cảm ơn em yêu. Không tích trữ lương thực, không tích trữ tiền tài, không tích trữ bất cứ cái thứ vật ăn vật dụng. Tại vì anh đang tích trữ thế này. Tại vì Phật bây giờ người ta giải thích như vậy nè, bây giờ Thọ Nhân giải thích cái này cho quý vị nghe, đúng hay sai? Không tham, không tích trữ thức ăn. Nhưng mà ở chùa khi mà tu đó, các anh nói là tại vì bây giờ Phật tử cũng có để dành đó để ngày mai mốt, anh đã tính toán tới ngày mai, ngày mốt là anh không phải là thầy tu. Tại vì tích trữ lương thực là trừ ra những người họ tham, phàm phu tục tử họ làm, tại vì họ tham ăn mà, họ sợ hết, họ sợ mất, họ chờ để ngày mai. Tất cả những thực ăn đó là nhân duyên, bữa nay ăn ngày mai từ từ nó có, là nhân duyên họ tạo cho mình. Còn đã chuẩn bị tới là cái đó là cấp bậc của cái ông thợ tu chứ không phải là thầy tu. Thầy tu người ta đâu có lo toan, ta tính trước đâu, ta không có tính trước như vậy. Ngoài ra còn tất cả những cái người mà thợ tu ở trên đất nước Việt Nam mình hình như là diễn ra.